shine like a star in the sky. I'm okay. I wanna take a breath. I'm falling in love. I'm falling in love. Hello, chào bạn, mình là Mô Việt và trong clip này mình sẽ chơi tướng theo lát cùng bộ trang phục chung tình tiễn, đồng thời trình bày anh em cái lối trang bị của vị tướng này trong phiên bản đấu trường sinh tử. Khi mà chúng ta sử dụng những món trang bị mới như kiểu cung tà ma đó, ok. Tại sao Trời Vân lại đi ăn ăn quái của rừng thế? Các bạn thấy đấy, khi mà theo mát không có bảo kê, các bạn đi solo lên thì chúng ta đánh như thế nào? Nhiều anh em còn chưa rõ cái phong cách đánh xạ thủ đi solo lên là như thế nào đâu. Ok, thì trong clip này anh em sẽ thấy rõ nha. Xạ thủ đi solo lên, anh em không được hổ báo. Con chim này sẽ thuộc về mình nha. Uầy, trời ơi, thiếu xíu đam kia mất chim luôn. Ôi, đừng chửi vậy bạn ơi. Những trường hợp mà anh em chửi người khác là chẩu LZ ấy thì quá nguy hiểm luôn. Một số bạn hay dỗi thì sẽ quay ra là bố lại tiếc một sao quá cơ đấy, xong là tự dưng ra AFK. Rồi, khi anh em đánh solo lên thì thường là mục tiêu gank đầu tiên của rừng và ram team bạn. Cần hỗ trợ nào? Chắc là không ai hỗ trợ rồi anh em ơi. Mid thì không lên được vào dưới 3 người. Và trường hợp như thế này thì anh em nên bỏ trụ nhá. Team bạn 3 người, một mình bạn không thể phòng thủ được với cái lượng máu còn được cái máu thế này. Ở dưới thì anh em đang đẩy trụ, hy vọng là đổ được trụ pha này, chứ không là khá là thiệt đấy. Nhìn team pick từ đầu mình đã xác định là đội hình không có bảo kê rồi. Và khi không có bảo kê, không có người hỗ trợ thì các bạn sẽ làm thế nào? Đó, đây là cái clip mà rất nhiều anh em đánh xạ thủ quan tâm. Bởi vì mình thấy nhiều anh em đánh xạ thủ phong cách đầu game rất là hổ báo luôn, còn đánh lên cao thôi mặc dù các bạn đi solo. Đấy, hổ báo như kiểu bạn kill rot team mình ý. Đấy. Mới level 4 thôi làm sao kill rot có thể cân được, thậm chí là chưa lên được cái đồ rừng mà đã giảm cân 3. Cái này thì quá hổ báo rồi anh em ơi. Rồi, cái này vất vả ở thời điểm đầu game anh em ơi. Đầu game thì đánh xa thủ thì phải farm thôi. Farm chứ biết làm cái gì đây. Đánh nhau là anh em sẽ thua đấy. Bởi vì lúc đầu anh em cái lượng sát thương gây ra không nhiều. Và chẳng may anh em bị gank chết thì sẽ rất là thọt và rất lâu các bạn tiến vào cái trạng thái lấy game. Lấy game là tức là có đồ để bắn đấy. Phải có đồ để bắn thì mới mạnh được con này anh em ơi. Ít nhất là anh em phải lên một trang bị. Đầu tiên mình sẽ lên cái đồ chí mạng nhá, bởi vì mình lên cái giày dung mục rồi, có tốc đánh rồi. Tiếp theo mình sẽ lên đồ chí mạng cái thanh kiếm, hiện tại thì khá là mạnh em ơi, có 50% sát thương để chí mạng em, sát thương chí mạng. Uầy, quả linh đạn này chúng là mình sắp mặt ngay đấy. Có nguy hiểm em ơi. Đó, mình chính là con mồi béo bở của team bạn, thành ra là không có bảo kê thì mình sẽ đi theo team nhá. Đến chờ bập hết lính thì mình sẽ đi theo team. Chứ đừng lên cao. Cái lên các bạn bị gank lên rồng ý, các bạn bị mất trụ rồi. Anh em đừng cố bám cái lên đấy quá lâu, hoặc là đẩy cái lên đấy quá cao, chắc chắn anh em sẽ bị gank. Và cái pha di chuyển kiểu gì đấy rồng ơi. Di chuyển lỗi là lên bảng điểm số ngay mà. Tự nhiên là rồng bay ngang qua. Đợi lính của lên rồng team mình đẩy lên cao thì các bạn ra farm nhá. Chứ nó mà lính cao quá thì anh em đừng farm, bởi vì lính cao quá sẽ rất là nguy hiểm. Có thể là team bạn không gank. Những trường hợp mà team bạn không gank thì các bạn hên thôi. Nhưng mà thường thì nếu gặp những bạn đánh rừng tốt sẽ gank những bạn sắp mặt luôn. Ok, chiều cuối choáng đôi đây. Rồi, quá choáng. Ôi tôi linh đạn. Tôi mày quá anh em ơi, quả đấy mà chúng cái hồ quang đạn thì mình sắp mặt rồi.
Kiểu Vân bị chửi nãy giờ anh Vân. Bạn này tốt nhưng mà chắc là fan của rừng tim mình thành ra bị chửi đó. Ok, bây giờ là mình phải lưu lạc các lane khác để farm cùng đồng đội thôi anh em ơi. Rất là vất vả đầu game bị team bạn ép trụ, mất trụ sớm quá. Rồi rồi, Maloc kìa, Maloc kìa. Maloc này bạn ơi. Rồi, đẩy ra. Pha gọi là đồng đội đến hơi chậm và Q-Rod không thể sống được. À, trang bị của Theo Lát phiên bản mới thì mình để bên dưới các bạn tham khảo nhé. Mình sẽ sử dụng món đồ mới là cung tà ma. Cung tà ma có 90% hút máu, quá nhiều hút máu em ơi. Nhưng mà trước hết mình phải lên một đồ xuyên giáp là thương xịt phá đã. Theo Lát phải có xuyên giáp bắn mới thấm được. Mình thấy anh em nhiều khi là lên đồ xạ thủ không có xuyên giáp. Cái này thì các bạn sẽ chỉ bắn thấm khi đội hình team bạn không có toàn những vị tướng không có giáp thôi. Chứ gặp những đội hình mà có tướng trâu bò như kiểu Maloc ấy, các bạn bắn như kiểu một đội inox ấy. Đấy, anh em nên xuyên giáp bắn thấm hơn, bắn xạ thủ, bắn pháp sư thấm hơn nhiều. Rồi, lên bản số đấy, chạy đâu. Cuối cùng mình ăn 2 mạng rồi, 3 mạng em ơi, quá thơm. Quan hệ của anh em muốn đánh xạ thủ tốt là không bao giờ đi một mình. Các bạn đi một mình quá nguy hiểm luôn. Đi một mình mà không có trụ bảo kê thì các bạn chắc chắn sẽ mặt. Khi mất trụ rồi thì anh em phải bỏ cái lên đấy và di chuyển sang cái lên khác. Đi farm, đi hỗ trợ đồng đội. Đó, đi cùng, chắc chắn phải đi cùng đồng đội. Bây giờ không có bảo kê, mình phải tự kiếm bảo kê cho mình. Chứ không phải là bảo kê đến bảo kê cho mình nhá. Đó. Mình phải đến cái vị trí nào bảo kê đang đứng. Đó, mình sẽ hỗ trợ bảo kê. Cái trận đấu này thực ra là không có bảo kê. Đó, mình phải di chuyển khôn khéo một chút xíu. Việc lựa chọn vị trí bắn của xạ thủ rất là quan trọng. Các bạn phải lựa chọn vị trí nào mà tướng địch không có tầm đánh đến mình. Đó, không có tầm bắn đến mình hoặc là bị đồng đội mình che nấp cái khoảng cách phía trước. Các bạn có thể là một cái vật cản ở giữa. Đồng đội có thể là vật cản ở giữa mình với tướng địch và mình có thể là bắn được. Chứ anh em đứng cái vị trí mà không không có bảo kê này, không có vật cản này thì chắc chắn là anh em sẽ bị tướng địch áp sát và tiêu diệt ngay. Cái định nghĩa vật cản thì các bạn có thể hiểu đó là cái vật chắn giữa mình và tướng địch nhé. Có thể là một bức tường, có thể là đồng minh team mình. Đấy, anh em đứng làm sao cho khôn khéo là cái điều rất quan trọng. Cung tà ma thì có hút máu này, có chí mạng và có công vật lý cũng rất là cao. Đồng thời cái nội tại cung tà ma thì vô đối rồi anh em ơi. Rất thích hợp cho những vị tướng xạ thủ kiểu bắn như thế này. Khi hết máu mà anh em bắn vào lính một phát thì hồi đầy máu luôn. Bắn vào người thì hồi ít hơn. Ôi, sao hồi máu thế nhở? Vậy thì các bạn ơi, rồi mình bắn ra xa vậy. Một toàn băng trụ thôi. Tiếp tục triệu Vân với Lạc Lót vào trụ tiếp kìa. Chứ được rồng rồi. Ok, pha thi đấu là quá là nguy hiểm, quá là hổ báo của đồng đội cho mình. Rồi Triệu Vân đấy anh em ơi, hổ báo cái chết luôn. Rồi xem quả linh đạn này quầy
2385 đan, cũng khá là khủng. Đấy, bình thử đam thôi anh em ơi. Thử đam mà nó đau như thế. Đúng là con Lidiana nó cũng rất là khỏe mà ơi. Vẫn bị cấm nhiều anh em ạ. Trong danh cao thì Lidiana vẫn bị cấm nhiều nhá. Hiện tại sang phiên bản mới, ôi, là kinh công này. Kinh công này anh em ơi, có thấy không? Chắc là mọi người thấy rồi. Rồi, may quá mình phát hiện thì bạn kinh công. Fan kinh công trộm này, chiêu cuối này. Wow, quá tuyệt vời em ạ. Một pha chiêu cuối làm choáng cả Slim và Rồng, hai chủ lực sát thương thì bạn và Lagrot dễ dàng ăn được con kinh công. Đó, mình nhìn, ơi. Mấy kinh công đầu hàng luôn kìa. Ok, chưa lên hết trang bị và chưa thử được sức mạnh cung tà ma anh em ơi. Nhưng mà video của mình đến đây hết rồi. Xin chào anh em và hẹn các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.